Xin kính chào ông bà cô chú nha. Sáng giờ xong xuôi hết, tụi nhỏ đi nhà trẻ. Bên đây Tiên định bà cô chú nhìn Na nè. Hồi tối Tiên mới hớt tóc cho chị. Na quay đây cho bà cô chú xem cái tóc này hớt dễ thương cỡ nào đâu. Ừ, Na quay đây đi coi. Ủa? Na hả? Cái gì? Đâu vậy? Đi đâu vậy? Cái gì? Cái gì? Hai con đã nắng lên đi. À, không có mưa Yuki hả? Tiết ra tí xíu mà có thể không? Yuki Kuro. Mỹ làm sao? Lạnh hả? Không muốn mang hả? Bây giờ tìm cái bộ khẩu trang ở cái bao tay mình không biết ở đâu luôn á. Một tí ở nhà mẹ tìm thử nha, cái gì mai mình sử dụng ha. Mới để chỗ nào rồi nữa. Nè, cái này nói chuyện quá. Đúng rồi. Chưa. Ngày mai mới là sinh nhật con. Ngày mai là ngày 13 là sinh nhật con. Hả? Bữa nay Tiên định là hôm nay là bên đây là cái ngày mà đổ ghé không cháy được á. Vừa ra Tết luôn, đầu năm là cái ngày đầu tiên người bữa nay nè. Tiên định đi ra xem thử, quay thử coi nay người ta bỏ cái gì. Tại vì cuối năm đó thường là mọi người bỏ này bỏ kia nhiều lắm. Định đi ra xem thử nha. Đây cũng lâu rồi thì không có quay. Cuối năm coi người ta bỏ cái gì. Nha, bye bye mẹ. Theo mẹ con đi học. Nè, nói là itadakimasu. Bye bye. Ở đây cứ mua mút ta. Bye bye con. Theo mẹ con đi học. Bye bye con. Bây giờ thì Tiên sẽ đi ra ngoài cái chỗ người ta bỏ rác không cháy được á, coi là có cái gì, có đồ chơi gì không, lấy về cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Đi hỏi gần chỗ Tiên á là có nhiều khu chung cư lắm, bởi vậy thường là trước khu chung cư là người ta sẽ tập trung. Nơi này là hoa sơn trà hay còn gọi là tsubaki, thường đổ vào đâu mùa đông á là nở, bây giờ sắp tàn. Đẹp lắm. Nhiều cái này là ít á. Có lần Tiên thấy là bông đều hết trơn luôn. Nhìn một cái là nguyên một vàng như là bông, không thấy lá luôn. Năm nay hơi hoang tàn rồi. Tức như thế này nè. Hình như ngoài miền Bắc của mình có phải không ta? Hoa sơn trà nha. Cái đó người ta dùng để mà làm dầu gội độc nữa. Công nhận là đầu năm người ta bỏ quá chừng luôn. Mấy cái này là nói chung đồ linh tinh này kia ha, này cũng tôi nghĩ là bình thường thôi, lon này kia. À, bên đây là đồ điện rồi chai nước này kia. Tôi thấy hình như là có cái nồi cơm điện thì phải. Có phải là cái nồi cơm điện không? À, cái máy làm bánh. Máy làm bánh như thế này nè. Cái này không biết là của hãng nào nữa. Thấy cái thương hiệu lạ lạ. Cái này lạ quá, tôi không biết đường mở. Thế là ngộ. Ở bên đây hả ta? À, chỗ này. À, thì là bên trong là như thế này. Mình làm chính xong rồi có cái này tôi lấy ra như thế này. Đó giờ tôi mới thấy. Rồi nướng bánh mì hả ta? Giống vậy ha. Có cái để mình xem nè, có chín chưa anh. Rồi bên đây là mấy cái bình nước. Mấy cái bình dạng gì tôi thấy là bên đây bán nhiều lắm nha. Ví dụ như mình ở, ví dụ như những cái nhà như là nhà hồi xưa như thế này nè. Kiểu dạy nhà như thế này nè. Thường là người ta sẽ dùng những cái mà nhìn hơi cổ một tí á, cho nó phù hợp á. Cái bình này, cái bình nước này kia thì thấy người ta cũng bỏ nhốt hết nè. Cái này là giấy này kia thôi. Chai này kia ha. Mấy cái chai này thì người ta đã gỡ nắp ra riêng rồi gỡ cái mạc. Tuy nhiên là cũng vẫn có một vài người người ta gấp quá hay sao đó người ta cũng chưa có gỡ được. Nhưng nước chai này còn nè. Nhưng mà đa phần là chỉ một số ít thôi ha, là chai thôi. Còn lại là đa phần người ta làm rất là theo quy tắc á, làm đúng á, như thế này nè. Còn bên đây là mớp xốp này kia.
Thì ở đây là đồ. Đồ này thấy gì chứ còn mới lắm á. Vì mình vô tiệm đồ cũ mình bán người ta vẫn mua. Mà đó là rẻ, bán chừng 1 yên 2 yên quá. Này bên Việt Nam mình lấy mà đem cho những trẻ em ở trên một núi á, khó khăn á, cũng rất là hay. Báo chí này kia thì gói nó đàng hoàng. Cái này là tạp chí, sách này kia ha, mình sẽ riêng. Rồi ví dụ như là giấy báo này kia thì phải gói riêng, chứ không có gặp chung lại. Ta phân ra hết rồi. Thùng này trời ơi, bữa nay hút luôn cái sofa. Bỏ luôn cái sofa. Cái bàn nữa. Có cái bàn nữa. Ủa cái bàn này còn mới dữ vậy ta. Cái bàn có ngăn kéo này kia đàng hoàng nha. Còn mới tinh này nha. Vẫn xài được. Đây là chung cư. Ta đang sửa chữa gì. Đây có nguyên sofa. À mà cô chú biết cái này là cái gì không? Cái đó là cái chỗ mà đi vệ sinh. Vì mấy người làm công trình này nè thì người ta sẽ đi vệ sinh ở đây. Xong rồi bưng đem đổ hay sao á. Nước này kia có sẵn. Sáng quán tanh nè. Giờ này Tiên đi đâu 8 giờ mấy. Không ai chứ. Để Tiên qua cái khu bên kia thử coi người ta đi chưa. Bên kia thì nghĩ bấy nhiêu. Bên đó Tiên nhìn quá chừng. Hiện tại bây giờ là Tiên đã đến cái bãi rác mà lớn nhất ở khu Tiên rồi. Bãi rác ở công viên này nè. Tiên quay cho một cô chú xem nha. Hiện tại là cũng còn một cô nữa nên cũng hơi ngại ngại. Thì cô này là kiểu như là ở gần gần đây á. Thì đồ này kia là người ta sẽ để trong đây. Như là mỗi lần đổ á, sẽ là sẽ có 2 đến 3 người trực. Thì ví dụ như là người ta đổ rác mà sai á, thì mình lại mình hướng dẫn. Trước Tiên cũng có làm nữa. Mỗi khu sẽ phân ra. Xong cái kiểm tra vậy đó. Cô cũng đang làm. Trong người Nhật người ta kỹ lưỡng lắm, người ta cũng có ý thức lắm. Tiên sẽ quay mấy cái thùng này trước nha, coi có cái gì. Nãy giờ Tiên thấy cũng có cái gì hay hay lắm. Nhưng cái này thì đĩa này kia nè, đĩa cũ này kia ha. Là Tiên quên đem cái bao tay rồi. Đĩa cũ ở quạt đây kia. Cái quạt người ta cũng gỡ giấy ra bỏ nè. Còn cái kén không thì để mũ ở đây. Đĩa này kia. Tiên nghĩ này là đĩa nhạc. Máy xay tóc nè. Máy xay tóc ăn tóc gì. Đĩa nhạc rồi sách. Báo này kia. Đĩa này ta cũng bỏ. Có nhiều khi thấy những cái đĩa ngày xưa luôn. Như là phim Titanic này kia nè, hoạt hình này kia nè. Phim Titanic này kia lúc bữa thì cũng có thấy nè. Là xe lấy giác tới. Là xe lấy giác tới thì phải. Bên đây là cái này thì cũng là linh tinh ha, cũng không có cái gì. Nó mơ hiểm này kia nè. Ta gỡ cái bên trong ra ta, còn cái mũ ở ngoài không à. Cốc này kia, giày. Xăm ha. Ta lệnh ta đi cái. Còn ở đây là mình thấy có mấy cái ba lô túi xách này kia nè. Bị này kia nhưng mà cũng khá là cũ vậy ha. Này cũ lắm rồi. Cái này cũng linh tinh không à. Nhưng mà chưa có thấy cái gì thú vị. Ôi có cái đồng hồ gì đảo á. Đảo á, đồ chơi gì ta. Tốt này kia nữa nè. Ôi bông tai, lô bông gì cũng có nữa. Cái này không phải là vàng thiệt đâu, đi nghĩ là vàng giả thôi. Ôi nhẫn này kia nữa nè ta ơi. Đi mở cái này ra thử nha, cái này có vẻ là thú vị nè. Ôi, nhìn đẹp lắm á. Wow. Thì ơi, đồ trang sức. Bông tai. Ôi, nhiều lắm. Để đi mở ra hết cho kìa. Này gì đây, không biết cái gì nữa. Bông tai nè. Nhìn dễ thương quá. Cái này của mấy chị trẻ trẻ quá.
Mấy cái này dữ lắm, mới luôn á. Chứ không biết là quay lên có thấy mới hay không, nhưng mà ở ngoài này chiếu mới tinh luôn á. Mới lắm, không có xét hay là cái gì hết trơn. Bông hoa đẹp đẹp không à. Mấy cái này đem về sử dụng là bình thường. Tiên thì Tiên không có chuyện, không có xài phụ kiện này kia, nên Tiên cũng không có lấy làm gì. Ôi, đẹp đẹp không á. Ôi, cái này như là kim cương. Này phải kim cương thiệt là vô mánh này ha. Không phải. Đủ bộ luôn á tơi. Công nhân xài kỹ ghê. Ôi, cái này đẹp quá chừng. Đây nè. Ôi, đẹp lắm á. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Đây thấy những con đôi giày cũng còn mới tinh. Đây thì là ba lô này vẫn còn mới. Ôi ôi, mới cáo luôn. Cái này xài bình thường. À, bị hư cái xăng tia. Hình như là bị hư cái xăng tia thì phải. Gì đây? Không có gì hết. Để tiền quay cái chỗ đồ điện nha. Bên đây là giấy bọc này kia nè. Ví dụ như mì mình ăn xong, cái mấy cái gói giấy bọc này kia người ta sẽ để đây. Ở trong đó là giấy báo này kia bình thường thôi. Còn bên đó là thùng với lại thùng cắt tông, với lại là báo, sách. Đây là đồ cũ. Còn chỗ này là đồ điện này kia nè. Bữa nay ít đi ta. Có mấy bữa tiên đi thì thấy nhiều lắm. Đây là mấy cái hộp cây này kia, hay cây có này kia, vệ sinh này kia, mà làm vườn này kia, người ta sẽ đem bỏ chung với lại đây này, tre này kia nữa kìa ta, tre nhật. Mấy cái này là để khung hình nè, mấy cái này là để khung hình, mấy cái khung hình, mấy cái hộp còn mới tinh nè, cái hộp không. Đây, hình như là cái đó là anten phải không ta, anten nó là xem tivi á, ghế nha, có cần điện đây nè, cần điện. Rồi, nhìn là cái nồi hay gì ở đây. Đây nồi hay là cái trang trí gì thì không rõ nữa. Ở đây có nguyên cái vali nè. Đây là có cái vali. Rồi đồ điện này kia. À, có cái nồi cơm điện nữa nè. Đây là có cái nồi cơm điện của Toshiba ha. Mấy cái này thì không biết còn xài được hay không. Cái này là máy xay xương tố. À, cái này là máy pha cà phê. Cái nồi này cũng cũ lắm rồi nè, xài tới mức này là cũng không có thua Việt Nam mình nha. Rồi Tiên thấy là chảy bên trong chân nè. Cái này là giá lợi hay là sao Tiên không biết, mà thấy nó bong như cái lớp bên trong thế này thì đáng sợ quá. Còn lại là nồi này kia cũng đen thù lùi hết trơn. Ủa, người ta xài bằng cái gì mà sao cái nồi nó đen như thế này ta? Nồi Tiên đó làm được cái nồi nhôm mà dưới đen thế này, chúng để đốt lửa ta. Đây xài ga này kia không. Cái gì thì cũng không biết nữa. Bình nước. Đồ đĩa âm ly gì dưới kìa. Ở dưới có đồ đĩa âm ly gì. Để đi mở thử cái nồi cơm điện với cái vali ra thử coi sao nha. Cái nồi cơm điện này là của Toshiba. À, cái nồi cơm còn mới tinh luôn. Bên trong chỗ này thì thấy hơi dơ ha. Nhưng mà cái nồi cơm mới tinh luôn, không có chóc gì chân. Mà nó dày cui rồi ta. Phía dưới thế này vậy cuối à. Trên này là hơi dơ, cái này xài cũng lâu lắm. Nhà Điên xài là Tiên thường hay vệ sinh cái này lắm. Ôi, tới thời gian giờ chạy còn vẫn còn đúng nha. Cái này là đâu mấy 9 giờ chạy đúng nha. Còn cái vali, vali Tiên xem thử. Tiên thấy là con kia là còn y nguyên nè. Ở bên trong cũng còn mới tinh nè. Hold on.
cái vali. Người ta lại người ta lấy đem về á. Hồi nãy mà cô chú và mọi người thấy hai anh đó lấy cái xe lại mà chở không? Cái đó là đi lấy về đó. Lấy về nhà mục đích gì thì Tiên không biết. Nhưng mà Tiên nghĩ là không phải là người Nhật đâu. Tại vì đâu Tiên nghe là anh cái anh mà lấy á, nói chuyện với cái anh trong xe là bằng tiếng nước ngoài, như là tiếng Trung thì phải. Mới đầu nói chuyện với Tiên mà đi Nhật Tiên tưởng nó là người Nhật. Nhưng mà không phải. Chắc có lẽ là có thể là họ gom về rồi xong chuyển phát về bên nước họ bán, giống vậy như là đồ bãi gì đó. Đồ bãi ở Việt Nam mình thường thì hay nghe là cái gì đồ bãi Nhật vậy đó. Là có thể là những cái sản phẩm này về người ta vệ sinh rồi người ta làm này làm kia xong người ta bán lại, có khả năng là ăn gì. Làm giàu từ ghét là có thiệt nha. Bừng nhanh ghê luôn. Hay là xuống như là sao. Bây giờ đi lại cái bãi khác coi có cái gì đó hay không. Cái này thì hết rồi. Có cái này là cái gì lạ lạ thì không biết. Tiền mới như vậy tới. Bữa nãy Tiên lại cái bãi ghét cuối cùng á, Tiên thấy có không có gì nên Tiên cũng không có quay. Này Tiên vội thu nha. Tiên nhặt được cái này. Cái này là cái bông tai lúc nãy Tiên quay á. Tiên thì không có biết xài mấy cái này, nhưng mà Tiên nghĩ là về Việt Nam mấy đứa em Tiên coi có đứa nào nó xài không Tiên cho. Thấy còn mới tin nè, nhiều cái đẹp lắm, đẹp luôn. Nhưng mà đâu rồi, nãy Tiên thấy mấy cái mà xét vô cái lỗ tai thế này nè, nhìn đeo lên nhìn thì nghĩ là nhìn sang lắm. Đâu cỡ mấy nhiều lắm. Mấy cái này á, là người ta đã sàng lọc ra hết rồi nên ta lựa trong những cái một đống mà người ta lựa những cái người ta ưng ý thế này nè. Còn gì bằng để mình khỏi cần đi lựa. Mà toàn là đẹp đẹp không. Chú nhìn nè. Mà còn nguyên bộ luôn á. Đẹp lắm, đẹp luôn. Trời ơi. Chiếu mới tin. Đã Tiên thấy có mấy cái dạng mà cái bông nhưng mà nó có cái kiểu tím á, là mất tiêu rồi. Thấy cái đó đẹp quá chừng luôn. Đeo vô nhìn thì nghĩ là thấy sang nó nè, ví dụ như mấy cái này nè. Đeo vô nhìn sang lắm á. Về cho tụi nhỏ nó vui. Và video ngày hôm nay Tiên kết thúc ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay của Tiên. Bye.